Trước tình hình dịch COVID-19 gia tăng, thành phố Đà Nẵng nâng cấp độ dịch lên cấp độ 4 đối với các phường Hòa Khánh Bắc, An Hải Bắc thuộc các quận Liên Chiểu, Sơn Trà. Tại các phường cấp độ 4, một số hoạt động không thiết yếu cũng được hạn chế. Các cửa hàng quán ăn chỉ được bán mang về, giảm 50% tiểu thương tại các chợ truyền thống và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Người dân thực hiện nghiêm quy định 5K có mã QR khai báo y tế khi di chuyển mà thực hiện các hoạt động được phép theo quy định. Người dân ở các vùng khác không được vào vùng đỏ, trừ trường hợp đặc biệt. Thành phố Đà Nẵng hiện có 266 điểm phong tỏa cứng tại 7 trên 7 quận huyện, trong đó có 3 phường chính thức áp dụng biện pháp phòng chống dịch cấp độ 4, được thiết lập những chốt cứng và chốt mềm. Ngoài việc chốt chặn rào cứng, các địa phương vùng đỏ cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát và xử phạt đối với trường hợp vi phạm.